tạo ra đời. Ở đây nè là năm 2017, nghe 16 tháng 3 năm 2017 tại Thiên Long Sơn, Hoa Kỳ. Nhưng mà thật sự dốc thiên tâm này là đã có từ năm 79 nè. Này mình nói tới nó luôn, nhưng mà những người mới thì cần phải nhắc lại. Đạo thiên tâm lúc hiện bây giờ thì chưa có thống kê bao nhiêu người, nhưng mà khi hỏi mấy vị mà thần thánh á, thì mấy vị trả lời là khoảng 25-30% người Việt khắp thế giới trong và ngoài nước là đã đeo dấu thiên tâm. Thì có mình, nếu mình tính 20-30% với 100 triệu dân thì khoảng 20-30 triệu người á, tính tới ngày hôm nay. Đạo thiên tâm chúng ta thờ độc giác thần, chỉ thờ cái cha thượng đế đấng tối cao nè, và thờ cha. Người mà khai đạo có nghĩa là tuân lệnh của cha khai đạo. Chứ trên trời tất cả các hội thiên á đều là anh em với Kiệt nha. Kiệt cái trên trời có 12-13 tuổi à, nhỏ xíu à. Mấy vị đó vậy cho tuổi thế gian nhìn nè, đẹp trai nhỏ lắm. Thì sư phụ chỉ mang sắc phàm, tiếng nói Kiệt mang sắc phàm, nhưng mà cái thần hồn thì khác. Con của cha, tất cả những người con của cha mới có quyền lập đạo. Những người không phải con của thượng đế lập đạo, nó không có hội đồng chư Phật gia hộ, cho nên gọi là chánh đạo. Cách nhập môn là quay về hướng đông bắc, lại 12 lại. Rồi tên tôi là tên Nguyễn Phúc Trọng đi, phải không? Thì thí dụ ngày mai bác Trọng mà tin Kiệt á, thì bác Trọng bay hướng đông bắc, lại mẹ lại bác Trọng nói: tôi tên Nguyễn Phúc Trọng, hôm nay muốn đi về trời, tôi làm nhiệm vụ xong rồi, tôi tên là Thiên Phúc Trọng. Thì mình đặt cái tên đó, đến khi mà mình mất á, cái linh vị của mình có hai tên, Nguyễn Phúc Trọng và Thiên Phúc Trọng luôn, thì mình được về trời. Rồi kinh điển thì mình cũng như kinh điển Phật giáo thôi, là Tam Đại Tạng Kinh. Tam Đại Tạng Kinh là nó có tất cả những gì mà đạo Phật học thì thiên tâm học. Nhưng mà thiên tâm ở trên cho thêm là cần nên hiểu thêm kinh của những cái đạo khác, tức là mà nó không có gì biệt. Mình phải biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, phải không? Cho nên thiên tâm ngoài là chính là học kinh của Phật Tam Đại Tạng Kinh, rồi thoát luân hồi sinh tử, nhưng mà biết thêm đạo Công giáo, học kinh Cựu Ước và Tân Ước, học kinh Vệ Đà của bên Hồi giáo, kinh Koran, rồi bên ngũ tứ thư và ngũ kinh của đạo Khổng Tử rồi nữa, rồi Do Thái là kinh thánh Hebrew gì đó. Tức là mình biết thôi, mình học để mình biết, mình không có kỳ thị. Tại vì đạo thiên tâm là cái gốc cây, tất cả các đạo này đều là nhánh cây. Còn thiên tâm lấy giới luật, lấy 12 giới luật của liên thiên tâm làm thầy. Mình không có chạy theo ông thầy nào. Sau này thiên nói chuyện này về trời, tất cả các đệ tử lấy 12 giới luật để mà làm tiên chỉ, để mà sống, chứ không có chạy theo thầy hay gì hết. Nhưng mà đạo Phật bây giờ phải theo tăng đoàn. Tức là một Phật tử mà muốn đọc được kinh Phật cho có mầu nhiệm, phải kiếm cái chùa, kiếm ông thầy đặt pháp danh. Cho nên mình lệ thuộc. Bên Công giáo cũng vậy, phải vô thánh, rồi có ông cha, rồi nhúng nước vô rửa tội, rồi cho tên Joseph gì đó, Maria gì đó. Rồi bên Hồi giáo cũng y chang vậy, cũng phải vô trong đó, rồi phải có một vị thầy. Tất cả các đạo đều là như vậy. Chỉ có riêng thiên tâm á, là chúng ta tự quy và chúng ta tự làm thầy của chúng ta luôn. Dễ hiểu, tự đốt đuốc đi. Mình đọc kinh Tứ Diệu Đế, Duyên Khởi, Bát Chánh Đạo, Tâm Pháp Ấn, Khổ Vô Thường, Vô Ngã, Nhất Quy 12 Giới, Nghiệp và Tác Ý, Tái Sanh, Niết Bàn, Diệt Trừ Vô Minh, Tha Mái, Thoát Luân Hồi Tử. Cuối cùng đạo thiên tâm chúng ta là một cái đạo, khi mình sống thế gian mình vẫn giàu có như bình thường,
vẫn mọi chuyện bình thường, nhưng mà tâm chúng ta thay đổi thì thoát ra ngoài sanh tử. Còn đạo Phật cũng là cuối cùng cũng thoát ra ngoài sanh tử. Nhưng mà đạo Phật á, khi mình một bát cà ba y mà ai có ba chiếc xe mà người khác á, mình giữ Bồ Tát giới nha, người ta xin mình phải cho đó. Mình có bốn chiếc, người ta xin mình chiếc mình cho, không cho là mình là coi như là phạm giới. Thì thiên tâm chúng ta không có như vậy. Còn đạo thiên tâm là lấy 12 giới luật làm thầy, còn tất cả các kia là đều phải theo thầy hết. Cho nên cái quan trọng mình nói chỗ này á, là đạo Phật á, tới ngày hôm nay á, vẫn là theo tăng đoàn, vẫn là theo mấy thầy. Thì cứ đi theo mấy thầy đi, thầy Nhật Từ, thầy gì gì bên đó, thầy Thích Trúc gì đó, là theo thầy đi. Thiên tâm là theo giới luật nha con. Người nào mà hiện tiền á, còn đang sống ở một đời lúc mà chỉ còn mang xác phàm thì có phước. Nhưng mà cái đạo này lưu truyền tới nhiều nghìn năm mà. Đạo Phật có 500 triệu người trên thế giới. Đạo Thiên Chúa Giáo 2 tỷ mấy người. Đạo Ấn Độ Giáo 1 tỷ người. Hồi Giáo 1 tỷ 6. Do Thái Giáo 15 triệu. Và Nho Giáo 6 triệu mấy là bên Tàu. Người khai đạo Phật là Phật Thích Ca, là tìm ra được đạo Phật. Đạo Công Giáo là Chúa Giê-xu, là con của Thượng Đế. Người này giống nhau. Đạo Ấn Độ Giáo thì nó quá lâu rồi, nó tới 10.000 năm, cho nên nó ở đây không có để người sáng lập. Còn ở bên đạo Hồi Giáo, mà cái mình gọi là bên chùm khăn đó, bên dầu quả đó, đạo Mohammed, thì cái này từ từ mình giải thích sao chắc cũng nhỏ luôn á. Mình nói đây ta nói mình ngã mạng thôi. Còn ông Brahma là giống như người nằm để mà truyền đạt lời Thượng Đế, tức là hồi xưa cũng có những người có điểm hay là có những cái câu thông với bề trên á, thì người ta lập đạo. Còn bên Nho Giáo thì không tự. Thì đại khái nói về đạo. Cho nên cái đạo thiên tâm này thấy dễ nhưng mà không phải dễ. Tại vì 12 giới luật, nếu mà 12 giới luật mình chỉ cần giữ được giới đầu tiên là mình đã làm bộ trưởng thứ trưởng rồi, mình không có hối lộ rồi.